Chào các bạn đã đến với kênh Cô Lươn, hãy bấm đăng ký kênh và chia sẻ video. Chào anh chị và các bạn đã đến với kênh Cô Lươn nhé. Mùa hè rồi cho nên là rất là nhiều tiếng ve. Đấy, như anh chị nghe đấy, tiếng ve rất là nhiều. Vì ở đây là trồng, làng mình là trồng rất là nhiều cây, cây bóng mát, cây cảnh cho nên là ve nó trú ngụ nên là nó kêu rất là to. Đây là lối đi vào nhà. Anh chị thấy kia là cái khu vực ruộng. Đấy, ruộng thì bây giờ đã thu hoạch lúa nên là chỉ còn gốc thôi, gọi là dạ, gốc dạ. Đây là những cái cây xanh trồng để làm cảnh hoặc là bán cho các cái đơn vị thu mua làm công trình. Ở đây có một con rắn các bạn. Ôi, nó chui mất rồi. Mình vừa thấy một con rắn, nó lại chui mất rồi. Đây anh chị có thấy này, đây có một con trạch. Con trạch này do là thiếu nước cho nó chết, nó lại dạt lên đây. Đây là một cái vũng nước, nhưng mà do nó hết nước rồi cho nên là trạch nó chết rồi, kiến nó tha lên đây. Mình mà nhanh một tí nữa thì đã quay được con rắn các bạn xem. Đây là một cái ao của nhà hàng xóm này đào để ngâm luồng tre, xung quanh là trồng các cái cây xanh, mục đích là bảo vệ cái bờ cho nó đỡ bị sạt lún. Đây mình giới thiệu với các bạn, đây là khu vực cánh đồng nhà mình. Đây là cái cánh đồng mà ngày xưa mình hay đi câu lươn, đi đánh ống lươn. Đấy. Cũng phải tầm đến mười mấy năm rồi mình mới bước lại cái bờ này. Ngày xưa chăn bò, mắt cua, bắt cá ở đây. Nay đi nhìn lại. Ở phía xa kia là các cái máy cày. Họ đang cày luống để trồng hoa màu, ví dụ như là đậu đỗ. Vì nhà gần cánh đồng cho nên là rất là hay ra đồng và đi câu lươn, nên là chính vì cái sở thích, vì cái ấy cho nên là mình đã tạo cái kênh câu lươn. Nơi này là nếu mà đến cái mùa tháng 8 thì nước nó sẽ ngập hết cái khu này. Như các bạn đang thấy kia. Đây là cái bức tường nhà mình thì nước nó ngập ngang, nhưng ngập hết cái bức tường như vậy. Đấy, và cái khu này là ngập trắng luôn.
Sau khi mà ngập trắng cái khu này ấy, thì khu vực ở kia, khu vực ở dưới kia, sau cái hàng cây kia là một con sông, gọi là con sông Nhà Lê. Thì nước nó sẽ tràn lên đây và cá nó lên đây. Đấy. Ở đây thì sau khi mà nước nó tràn lên đây thì mọi người thường hay ra đây để đi thả lái, thả cái lái để bắt cá. Ở đây rất là nhiều. Cá nó lên đây rất là nhiều, lên lên cái khu vực ở trên trên kia để nó đẻ. Đấy, nó đi ngược dòng đấy. Đấy, như như các bạn đang thấy ở xa xa kia là cái đồi. Đấy. Khu vực nhà mình thì thuộc khu vực trung du. Trung du của Thanh Hóa, cho nên là ở đây rất là nhiều núi. Nhà mình gần cái di tích đền Lam Kinh. Đấy. Đền Lam Kinh, núi Nưa, gần nhất là núi Nưa. Thì anh chị nào mà có điều kiện mà đi du lịch thì có thể là lên tham quan, đi chơi, thăm cái khu di tích núi Nưa. Đấy. Để biết về cái di tích của quê hương mình. Năm tháng mới quay về quê, từ Tết đến giờ. Không, trước Tết. Trước Tết, bởi vì là do dịch cho nên là mình không đi lại. Nếu mà anh chị nào hay dùng mạng thì cũng có thể xem được một số cái clip của người nước ngoài ấy. Thì họ có bắt lươn và các cái ruộng khô. Đấy, sau khi mà nước nó ngập thì trời nắng thì nó rút hết nước đi thì lươn nó nằm ở dưới bên dưới đất, nó làm hang ở đấy. Thì ở đây cũng vậy. Đây do là cái đất nó mềm cho nên là sẽ khó mà họ đào. Nhưng mà cái việc mà đào lươn thì mình chưa bao giờ mình thực hiện. Mình chỉ đi câu thôi, đi câu và đánh ống. Đây là cái bùng nhà mình. Nó đang còn nhỏ. Nay đang mùa cạn nước nên là nó cũng hơi ít nước. Ngày xưa là ông bà thường là ông bà đào cái gọi cái ao nhỏ này để nuôi vịt. Nhà mình có một cái thời gian nuôi đến gần 1.000 con vịt. Đây, chính vì là có cái cánh đồng này cho nên là nước lúc nào cũng có. Nhiều nhà nuôi vịt nhưng mà họ phải xây cái bể nước ở trong cái khu nuôi bởi vì không gần cánh đồng. Nhà mình rất là lợi thế là gần cánh đồng cho nên là nước lúc nào cũng sẵn. Vì là nhà vì là có cái bùng cái ao này. Nên là nhà mình trồng cây khi mà trời nắng hạn thì dùng máy bơm hút. Có đợt là ông thuê cái máy hút bùn thì họ sục bùn lên xong họ hút cái bùn vừa nước vừa bùn lên cái vườn kia để trồng cây. Ở đây hôm qua có cá chuối nhưng mà nó khôn lắm, nó cứ thấy người là nó lại đi vào bụng sâu, không thể quay cho các bạn xem được. Mùa này là ở khu vực này như các bạn biết thì nước nó cạn nên là mình không thực hiện được các cái video câu lươn cho các bạn xem. À đây mình thấy có một con cua. Đây là con cua đồng các bạn nhé. Cua đồng.
cua. Con cua này thì nhỏ thôi. Đây cũng có rất là nhiều hang. Nhiều hang thì cũng có thể câu, nhưng mà bây giờ mình không mang lưỡi về cho nên là mình cũng không câu được. Gần đây thì cũng rất là cảm ơn các bạn, các anh, các chị và các em đã nhắn tin cho kênh và đăng ký ủng hộ kênh. Dịp video này thì mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Câu Lươn. Đấy, đây là một cái thú vui cho nên là mình mong rằng là video của mình thì xin kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.